Một tháng à, em gửi chị bao nhiêu tiền để em chị có thể vô đây chăm ổng Chăm anh thì em nhanh ok lên lấy kèo này không à, không chăm mà chăm anh thì em ok rồi đó. Còn kèo này, kèo này là không không lắm, kèo này là tùy lòng khó khăn tôi xin đủ luôn. À, xin chào cả nhà, chào toàn thể quý vị. À, sư Dũng đang có tại xã Mỹ Phước Tây, huyện Cái Lầy, tỉnh Tiền Giang. À, thưa quý vị, ngay nơi đây có một cái gia cảnh cực kỳ là đáng thương. À, người anh bị tâm thần, năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ mọi người có thể thấy là ở xa xa phía trong đó có một người đang ở trần ở lỗ, đó, trần truồng, đó, đang ở phía trong này quý vị. Đó. Mọi người có thể sẽ thấy ở phía trong đó, đó có một người đàn ông đang ở trần truồng. Những người em gái của ông á, thì không được bình thường cho lắm. Và họ cũng bị gọi là hơi hơi. Hàng ngày họ đi bán vé số về để nuôi người anh của mình. À, đặc biệt thì một cái chuyện đau lòng xảy ra khi mà ngay cái cầu này. Cái cầu này, trong một lần đi bán vé số về gặp trời mưa. Và một người em của ông đã bị té xuống, sau đó đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì bị tức là khi bị té xuống thì bị đập đầu vào cái thành cầu này, chấn thương sọ não. Sau đó lên bệnh viện một thời gian thì vì gia đình cũng không có tiền bạc chữa chạy thuốc men nhiều cho nên đã qua đời. Như mọi người đã biết thì thời gian vừa qua thì những người bán vé số đã không thể đi kiếm sống được. Không phải là như một số người khác họ hay nói dùng cái từ là nhà nước cấm bán vé số, mà đơn giản ở chỗ là công ty xổ số đang tạm dừng việc phát hành vé số trong thời gian mà cách ly toàn xã hội 15 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Thì khi mà bị tạm dừng, mất việc thì chắc chắn rằng cuộc sống của họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và Dũng cũng không biết được rằng là khi mà họ không có cuộc sống hàng ngày, mưu sinh của họ hàng ngày là bán vé số, bây giờ họ dừng thì họ sẽ sống như thế nào và người anh của họ sống ra làm sao. Ơi, mặc quần vô để quay phim nè. Ơi, mặc quần vô để quay phim. Đúng rồi. Ô, ngon lành rồi. Ô, ngon lành rồi, hay. Đó, vậy chứ. À, em làm sao với chú? Cháo hả? À. Ồ, bữa sáng ăn cô ngon á. Ngon nè. À, chú lấy cơm ăn nè. Đấy, ăn cơm đi ha. Rồi, chú ăn cơm đi. Ăn cơm không? Ăn cơm ha. Đút cho chú miếng nè. Ăn ha. Ôi, thương chưa? Đó, giờ có người đút là ăn nè. Rồi chú tự ăn được không? Được. Chị Hiền đút cho chú rồi, chị Hiền. Lâu lâu ngồi đút cho chú cái thương nè. Đó. Rồi. Chưa, đang nhai nước miếng á. Chào chú. Có khô quá, chú làm miếng nước nè, hút miếng nước nè. Hả? Nghe thương không? Này, chị Hiền là giáo viên mầm non, là một bảo mẫu, bây giờ đi chăm cho người già gọi là bảo lão luôn hả? Những người ông lão thì nghe nó ngột nó. Ô, hay quá. Hai người em gái mà đi bán vé số ở đâu? Là mẹ cưng hả? Mẹ con với bà dì mất hả? Người nào bán vé số? Mẹ hả? Bà dì rồi với bà mẹ nữa.
Ủa nghe là ba người mà, ông ba người em con gái à? Mẹ cứ còn không? Còn, bà dì mất. Bà dì mất. Bà dì này dì Út phải không? Dạ, dì ba. À, đây là dì ba, à, mô Phật. Mẹ mà lần vô có gặp mẹ thì biết rồi. Có nhang, có hương, có đèn gì nghe em? À đây nè, có hộp quẹt không? Có. Đó hộp quẹt đâu, cho anh thắp hương cho dì Út của em coi. Ôm nó phòng ba. Ồ, này Tuyết Nhi. Này có cái ngân sẽ thấy không? Ừ. Bé ngân tới trăm luôn nè. Bé ngân là một người con gái của chị Tuyết, mà một trong những nhân vật mà Xuân Dũng đưa trước đây. Đó, em là bị mọi người thấy cái tay của em chưa? Em bị bệnh bại não cho nên bị nó vậy. Chị Tuyết mà ngừa một người mà bị bỏ rơi, ba mẹ đi qua Mỹ và bỏ rơi chị 45 năm đó quý vị. Câu chuyện này chắc mọi người đã từng xem rồi đúng không ạ? Bây giờ xin xem cái chỗ nhang nhai đi. Không nổi. Không nổi hả? Từ từ từ. Này tự ông múc ăn hả sư? Dạ tự ông múc. Chắc khi nào chú đói chú múc hả? Dạ đúng rồi. Ủa chị, sáng giờ ăn bữa nào chưa? Ăn rồi. Một lần chú ăn bao nhiêu cơm đây hả? Hết luôn hả? Hết. Vậy là cũng ăn được đó chứ. Vậy là không có ai đốt hoa qua không ngon hết hả? Dạ. Có khi mẹ ăn vô thì mẹ ăn đốt. Được con bà đâu? Âm này chú ơi, mua trà giỏi quá. Bà ngoại. Bà ngoại đâu? Ngoại con bà đi chợ gì á. Gì hả? Như bá còn đứng đây hiện đứng kêu kêu quậy vô nên mọi người đang thấy cái căn nhà mà chú đang ở từ cái bàn thờ từ cho cái chỗ ở thấy cảm thấy rất là thương luôn không quý vị. Đấy. Cái di ảnh của người em mà đi bán vé số về nuôi chú cũng được đặt, thấy rất là đơn sơ tạm bợ. Nhìn cái này chắc là rất là nhiều người phải rơi nước mắt. Đây, và đây Dũng, có lần Dũng đến đây thì Dũng được biết đây là cái giỏ sách mà hàng ngày đi bán vé số của cô đó vẫn còn treo ở đây. Ăn cơm đi chú. Rất là thương luôn. Mọi người thấy đằng sau cái này là giờ một tháng em gửi chị bao nhiêu tiền để em chị có thể vô đây chăm ổng á. Nhanh lệnh lấy kèo này không? Không chăm mà chăm anh thì em ok rồi. Còn kèo này là không lắm. Kèo này là tùy lòng khó khăn cứ rảnh giờ nào giúp giờ nấy thì được. Rất là thương chú không có nói năng gì luôn. 2-3 chú thì không nói năng gì nhưng mà rất là hiền. Chỉ là trong người thì không chịu mặc áo quần giống như những người bị bệnh khác và đi lang thang ở ngoài đường. Có thể cho em biết được kể về cho em sơ cái câu chuyện của chú trong này. Năm nay bị bệnh nhỏ lớn mà. Dạ. Thì năm nay khoảng bao nhiêu tuổi à? Năm nay ông chắc cũng sắp mấy 70 ạ. Dạ. Thế cái bệnh là bệnh tâm thần đấy hả? À. Dạ. Thì có biết có nguyên nhân vì sao mà chú bệnh vậy không? Này bệnh hồi đó lại. Dạ. Nhưng mà biết nguyên nhân không? Chú không biết. Dạ. Này là kiểu như mình không hiểu bệnh sao. Dạ. Cái biểu hiện của chú là sao ạ? Thì coi chân chuồng đi tối ngày đó phải có người giữ, có người giữ đi lạc. Dạ. Hoàn cảnh ở đây thì thấy cuộc sống của chú thì của chú này thì chú thấy cuộc sống của chú sao? Rất giả thì có bà gì đó. Dạ. Bà nấu cơm, bà đút cho ăn, bà tắm rửa, bà thay đồ. Dạ. Có nghe nói là chú có đứa em á đi bán vé số hàng ngày nuôi chú á, bây giờ bị chết mất rồi. Dạ. Bị té cầu chết rồi. À cầu nào? Cầu này phải không? Cầu này. Dạ. Té là té trên cầu hay là té xuống dưới nước? Té đó. Té lộn bèn xuống nước.
lùn xuống nước luôn hả? À, trời mưa trơn đi té. Trời ơi vậy hả? À. Bây giờ là... bà dì nuôi con này cháu. Dạ. Dạ ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều. Dạ, dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ừ. Rồi, chào chị, ăn, chào bác. Ổng ăn mà. Ổng ăn được lắm á. Ừ. Ừ. Khi ăn khi không con ơi, tự vậy nhiên hả? Cái múc ăn còn có mình thì múc ăn. Bây giờ lúc không phải ăn rồi nè. Lúc không ăn. Ừ, lúc ăn. Giờ lúc phải ăn đưa nước là uống. Ừ. Bác là bà gì hả? Bà gì? Dạ. Má sau. À mà má sau. Dạ dạ. À con nghe nói là ổng chú là tên là gì vậy con? À, Thiền. Chú Thiền ha. Thiền. Nguyễn Văn Thiền. Đúng rồi. Dạ, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi bác? 67 rồi. Dạ. Chú bị bệnh gì là lâu chưa ạ? Lâu rồi, hồi dạch tới giờ. À, vậy hả? Đi bắt cá rồi bị thương cái đầu, giờ mất trí, mất tình luôn. À, đi bắt cá, đúng. Nguyên nhân á. Hồi xưa đó. Hồi xưa đi bắt cá ha. Hồi còn dạch đó. Dạ, rồi đi bắt cá nhưng mà bị đàn vô hay là sao? Bị đàn. Giờ có vết thương ở trên đầu không? Lấy ra rồi mà sao giờ càng ngày càng tệ, càng ngày càng tệ. À, có lấy ra rồi. Không biết vậy đó. Nằm ở chỗ nào đó con? Trên đầu. Trên đầu mà không biết chỗ nào hả? Đây làm rồi hay gì? Lâu quá, mấy chục năm. Nếu mà vết đàn vô nó phải có vết sẹo thế này chứ. Lâu à. À. Dạ. Vậy thì biểu hiện của chú hàng ngày là sao ạ? Thì có ăn thì cho ăn, uống thì uống vậy chứ không khóc la trần truồng đi tới luôn, không biết. Dạ. Không phá quầy ai hết. Không phá quầy ai. Dạ. Mẹ mới đi ra ở trường đây thấy biểu bận quần vô. Dạ. Thì hàng ngày thì chú là ai vệ sinh cá nhân thì ăn uống thì ai lo cho chú? Thường ngày về nấu đem ra cho ăn vậy đó. Dạ. Nhỏ em gái thì 2-3 ngày, 1-2 ngày vô tắm. Dạ. Tắm rửa giặt giũ. Dạ. Còn bà ngoại đây thì nấu cho ăn vậy đó. Dạ. Ừ. Còn cái căn nhà này là căn nhà... Căn nhà hai anh em đó, chị em gái, đó, em gái chết rồi. Cái bà ngồi đó đó. Là em gái thứ ba. Là em gái thứ ba. Thứ ba. Dạ. À. Hai anh em ở với nhau thôi. Đúng vậy. Hai anh em ở chung đó, bà bán bà nuôi đó. Rồi dạ. Bà mới đá chết năm... Mới bà khó không? Tháng 4 nữa mới 2 năm nè. Dạ. Bà khó không tháng 4. Dạ. Ồ, vậy hả? Mà cô này cũng không chồng con gì luôn hả? Không, ông này không vợ, bà kia không chồng con. Dạ. Thì bán cái số nữa ông anh vậy. Dạ. À. Mà hồi xưa là cô đó là ngủ ở chỗ nào? Bên đây. Cô đang ngủ ở đây? Ờ, hai người hai dạc. Hai người hai dạc ha? Dạ. Giờ nhà cô vẫn để vậy luôn hả? Để vậy không thì đâu ai ngủ. Đâu có ai ngủ. À. Thì bằng đêm thằng này nè, chịu vô văn mượn. Dạ. Cháu con kêu cậu. Dạ, à, kêu ông cậu. Con có chị thứ mấy? Út hết. Con có chị Út? À, dạ ha. Mà nó ở một cậu vườn á. Dạ, dạ. Tội nghiệp mà sao cái đằng sau này... Đằng sau này á? Sao để tan hoang tắc khoát vậy cô? Sau này không kêu ai người nhà gì làm lại đằng sau này nè. Thấy... Chú, mấy chú giúp đỡ giùm nữa luôn. Dạ, nghèo cũng không có buồn nữa. Mấy chú giúp đỡ. Thấy chú? Giúp đỡ thì kêu mẹ nó vô đứng đây rồi mẹ nó làm bằng kính đỡ cho này nè. Thấy thương quá ha. Ở đây là địa chỉ cụ thể là ấp mấy? Ba Phú Cường. Ấp Ba Phú Cường. Đúng rồi. Ồ chứ không phải là Mỹ Phước Tây ha. Ấp Ba Phú Cường. Mỹ Tây nước trên. À qua bên sông là Mỹ Phước Tây. Đúng rồi. Ở trên là Phú Cường. À dễ hả? Dạ dạ. Dạ. Nghe thì chết mà đứng theo lời nữa. Chú có hay nói chuyện gì được không con? Không nói hả? Con cái đó nó hiền không quỳ hoàng gì hết. Không quỳ gì hết. Dạ. Trần truồng đi tới luôn vậy thôi. Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Kêu ăn thì khi đốt thì ăn, còn bỏ đi bưng ăn vậy đó. Dạ. Yeah. Thì cô này, hôm nay cô hôm nay con đến đây thì có cái chút quà. Cái này quà của cô Thủy ở trên phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, gửi xuống cho chú đây. Dạ, một bịch gạo, một thùng mì chay với dầu ăn, nước tương với đường đó con. Dạ, thì hỗ trợ cho chú. Rồi. Rồi, cũng cảm ơn mấy chú giúp đỡ thì mình cho nó có ăn chú ơi. Dạ. Cũng nghèo, cũng có ruộng vậy đó. Dạ. Đậu đại chú, mình nói đậu đại mà lỗ. À,
Nay cơ con đến thì con gửi cho cô là thêm 1 triệu. Trong 1 triệu này á, thì 500 ngàn là của cô Nguyễn Thị Miên. Dạ. Hỗ trợ thêm cho cô mua thêm thuốc men gì đó cho chú ha. Rồi. Đồ ăn cho chú hàng ngày. Tại vì cô là người nấu ăn này đưa vô. Rồi, rồi. Dạ. Rồi 500 ngàn này là của anh Hiếu, một mình thường quân ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, gửi đến cho chú. Cảm ơn chú kể lời. Cảm ơn cô đó. Dạ. Dạ. Rồi, hình như là hôm nay để đi chung thì còn có anh Nguồn. Đó, thì Nguồn có một chút lòng. À, dạ, hôm nay tới đây thăm gia đình chú, rồi con cũng thấy hoàn cảnh của mình cũng rất là khó khăn. Vì vậy con cũng xin được gửi cho gia đình mình số tiền 500 ngàn. Số tiền này thì của chị Hà Trần, và sống ở bên Washington, đã gửi cho con và nhờ chuyển tới gia đình. Xin được gửi cho gia đình và chúc cho bà ngoại có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc cho chú tốt hơn. Dạ. Cũng cảm ơn chú gửi lời về thăm, cảm ơn mấy cô đó chứ. Dạ dạ. Giúp cho nó có ăn. Dạ. Vâng, thưa quý vị. Trước hình ảnh quý vị đang xem đây là di ảnh của người em, cũng không có chồng con gì hết. Và người mà hàng ngày đi bán vé số, nuôi nấng, cơm nước, lo cơm nước, tắm rửa cho chú. Nhưng mà sau khi thì không may, một sự cố không may là cô bị té và đã qua đời. Té ngang cầu nhà mình, trước cổng nhà, khi mà bị té và lồn xuống sông luôn. Cô hình như mình được biết là chấn thương sọ não và chấn thương đốt sống cổ á. Thì cô đã không có sống, cô đã không có thể vượt qua cái lúc mà nguy kịch được. Và cô đã ra đi mãi mãi. Từ đó thì người anh phải phụ thuộc vào người dì, mẹ kế chăm lo. Thì tất nhiên là cô cũng đã già rồi cho nên không thể chăm lo bằng được như người em của mình được. Và rất là thương. Mọi người đang thấy gia cảnh chú đang ở trong này. Trước đây thì hai chị em, quên xin lỗi, trước đây là hai anh em, bây giờ chỉ còn một mình chú. Một hoàn cảnh rất là đáng thương. Chúng ta hãy ra phía sau ngôi nhà xem ha. Vâng, được khi mà Xuân Dũng đến đây để ghi hình về cái hoàn cảnh của chú thì rất là nhiều bà con ở xung quanh cũng đến hỏi thăm. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, với cái hoàn cảnh, gia cảnh này cũng rất là đáng thương và rất là tội nghiệp. Xin Dũng truyền là người để truyền tải câu chuyện đến đây, là như cầu nối. Thì hy vọng rằng câu chuyện này, hoàn cảnh này sẽ được sự quan tâm của quý vị, mình thường quân, các tấm lòng hảo tâm trong ngoài nước. Một lần nữa, Dũng rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu mọi sự giúp đỡ về cho hoàn cảnh này, để hỗ trợ cho chú chút xíu về sửa sang làm chút xíu thôi, về cái chỗ ở cho nó được đàng hoàng hơn một tí, sạch sẽ hơn tí. Đó, mọi người đang thấy. Thì có thể liên hệ với Xuân Dũng qua số điện thoại 0834 698879. Xuân Dũng xin được nhắc lại, số điện thoại của Xuân Dũng là 0834 698879. Số đó là điện thoại vừa Zalo với Viber. Quý vị có thể liên hệ để hỗ trợ giúp cho chú ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Thank you.